Các bạn nhá, hôm nay mình sẽ review bộ đồ chơi Hitting Mau đập chuột này nhá các bạn. Đây thì bộ này nó bao gồm có một cây búa với cả một cái máy chơi đập chuột nhá các bạn. Thì cái này được bán tại đại lý Thành Đô này. Này 3 tuổi trở lên là sẽ có thể chơi được trò này rồi. Nhưng mà các em bé 3 tuổi thì có khả năng là sẽ mang về đập luôn nhá các bạn. Đây là cái loạt chơi này. Các bạn sẽ lấy cái búa các bạn tán vào cái con chuột này. Vấn đề là cái nút nguồn của nó này. Cái này cần có pin 1.5. Cái pin to này này các bạn. Đây cái pin này này. Để mở, để kích hoạt nó nhá. Sử dụng hai cái A, pin A size. Đấy. Giờ mình sẽ mở ra nhá các bạn. Rồi, bỏ cái này đi. Đây thì mình có cái này này. Giờ mình sẽ mở ra để mình gắn pin vào nhá. Đây mình sẽ gắn pin vào này. Pin này ban nãy mình vừa mới đi mua đó. Đây mình sẽ bật lên chơi thử cho bạn xem. À các bạn ơi, khi mà đập con chuột nó sẽ phát ra tiếng kêu gì đấy để kiểu như là nó đã bị đập trúng các bạn. Rồi các bạn ơi, mình hiểu luật rồi nhé các bạn. Ở đây nó sẽ có một cái vòng tròn này này. Đấy. Rồi ở trên này là cái phần mặt con chuột này. Các bạn phải làm sao để ấn được cái mặt con chuột này. Lấy cái búa này, đập cho mặt con chuột này. Nó rú vào bên trong cái vòng này. Thì nó sẽ phát ra cái âm thanh như kiểu con này đã bị đập trúng ấy. Đấy thì cái âm thanh này nó cũng như kiểu là nó sẽ chúc mừng khi mà mình chiến thắng ấy. Đấy thì giờ mình sẽ gọi thằng Phú ra chơi cùng nhá các bạn. Em mình quá ra chơi, ra chơi, ra chơi, ra chơi, ra chơi. Đấy, Phú chơi đi. Bây giờ trong con đã, anh chưa nói luật. Bây giờ là trong vòng 10 giây ai đập được nhiều chuột nhất ngày tháng. Rồi 1, 2, 3. Mấy giây hết rồi. Giận anh. Đâu mấy điểm nhỉ? Mẹ nhớ là nó mấy điểm đấy. Thôi lại đi. Không nhớ đâu. Yên khoan đã. 1, 2, 3 bắt đầu. Mày nhớ để ý dây của con nha. Rồi, chúng ta bắt đầu đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Giờ rồi, Phú được đập được 13 con trong 10 giây các bạn. Rồi, đến lượt mình nha. Mày để ý thời gian chưa? Tự đếm nha. Chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn trong các clip tiếp theo. À đây này. Khi mà các bạn chơi xong rồi thì các bạn có thể để vào đây nhá các bạn. Đây cái chỗ đựng búa này. Rồi. Chào, hẹn gặp lại các bạn nha.